Tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 12 km với 10 đến 12 làn xe rất thông thoáng, thuận tiện cho xe cộ lưu thông. Tuy nhiên, theo nhiều người dân phản ánh, vào khoảng 5 đến 6 giờ sáng hàng ngày, có rất nhiều người đi xe đạp thể thao chạy theo từng đoàn riêng lẻ thản nhiên lấn làn ô tô, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vô tư quay đầu tại các giao lộ bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Được biết, đa số người điều khiển xe đạp thuộc độ tuổi trung niên, các cán bộ, viên chức hưu trí. Khi điều khiển xe đạp, họ trang bị đầy đủ đồ nghề, đồng phục, dụng cụ bảo vệ, đèn chớp tín hiệu rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, xuất phát từ tâm lý chủ quan không chấp hành luật giao thông của người đi xe đạp, nên trên đoạn đường này ghi nhận không ít vụ va chạm, tai nạn giữa xe đạp và ô tô, dẫn đến hậu quả vô cùng nặng nề. Nhận thấy nguy cơ tai nạn từ sự việc trên, 5 giờ sáng ngày 27 tháng 1, đội tuần tra dẫn đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động công an phường Linh Tây thành phố Thủ Đức thực hiện ra quân xử lý xe thô sơ, xe đạp vi phạm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Theo ghi nhận của Vietnamnet, chỉ sau vài phút ra quân, đội tuần tra đã xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe đạp thể thao vượt đèn đỏ cũng như điều khiển xe đạp vào làn dành cho ô tô. Đa số những trường hợp khi bị xử lý đều nhận lỗi và tự nguyện chấp hành mức phạt của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn khá nhiều trường hợp khi bị đội cảnh sát giao thông xử lý thì lấy nhiều lý do bào chữa quanh co, thậm chí không đồng ý ký vào biên bản vi phạm, buộc đội cảnh sát giao thông phải thực hiện giam xe. Thường mình đi ở trong thì nó hơi đông xe đó, mình chạy cái khoảng ngày sáng không có vắng xe nên hơi đi ngoài cho nó tiện đó. Đỡ có xe máy chạy hay bị va quẹt nhiều quá. Là đi cái line này. Thì đi theo mấy anh em thôi, anh em đi thấy đường xóm còn trong rộng rãi, mình đi sát sát trong chút, đi khoảng 20 phút à, không có nhiều. Đi ở đây đi theo ra thôi, mọi bữa toàn đi trong chứ hôm nay thì bây giờ chút chút. Hôm nay xui, tự nhiên bảo hôm nay phải tuần trước còn đi họp, đâm là không có, và đi nhanh là... Đáng chú ý, nhiều trường hợp khi thấy đoàn kiểm tra đã quay đầu xe hoặc xách xe qua giải phân cách để tránh bị đội cảnh sát giao thông xử phạt, khiến giao thông rối loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Được biết, sau gần 1 giờ ra quân, đội đã kiểm tra xử lý 15 trường hợp vi phạm, trong đó 13 trường hợp điều khiển xe đạp và 2 trường hợp điều khiển xe máy. Qua đó, xử phạt hành chính 10 trường hợp, giữ 3 xe đạp, 1 xe gắn máy, tổng số tiền xử phạt gần 2 triệu đồng. Có thể nói, đạp xe đạp tập thể dục vào mỗi buổi sáng là thú vị, đồng thời giúp nhiều người rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, để hoạt động này thực sự lành mạnh, bổ ích, người tham gia trước hết phải tuân thủ luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình, đồng thời không liên lụy đến người tham gia giao thông khác. Cái này là một cái bài học rất thực nghiệm. Làm sao tôi có tập thể thao, tôi cũng chạy cho 100 đường có xe hại bắt, hay hơn là chạy mọi đường có xe hơn. Chú thấy cái chuyện này quá tốt, tại vì lần đầu tiên chú không? Chú bị cái lỗi thì rõ ràng là chú phải sửa sai, thì lần sau chú sẽ đi vào chú chạy đường hai bánh chứ chú không chạy ngoài đường xe bốn bánh nữa. Và các anh công an làm như vậy quá tốt chứ không có vấn đề gì hết, theo ý của chú.